là nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu giờ còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái, cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười, những cam dỗ ấy tan theo mây trời. Chờ dần mình nhận ra đường về xa quá, đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta ôm bao xót xa trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã khép lại. Anh ăn gì gọi đi. Em mà cứ tiếp tục như vậy sẽ không còn chỗ đứng trong tổ chức đâu. Em biết mà. Em biết mình đã bị loại rồi. Ông ấy vẫn lạnh lùng với em. Không, đó chỉ là một sự trừng phạt nhẹ lão bàn dành cho em thôi. Chỉ vì con Chiêu Dương mà đối xử với em như vậy, em không phục. Em sai rồi. Không phải chỉ vì tình riêng mà lão bàn đối xử với em như vậy đâu. Em đã vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Nhưng mà em ghét nó, em muốn nó phải chết. Em bán đứng người trong tổ chức. Em đã vi phạm những nguyên tắc cấm kỵ trước giờ. Không những không nghe lời của lão bàn, em còn gây hoang mang trong tổ chức nữa. Em biết, từ khi nó xuất hiện trong tổ chức thì em đã bị lu mờ trong nhóm. Đừng có uống nữa. Em phải chứng tỏ bản lĩnh của mình đi. Mới có nhiêu đó đã gục ngã rồi hả? Nè em coi đi, em sai xỉn như vậy nè, có giải quyết được cái gì không? Em còn động lực nào để chứng tỏ bản thân mình nữa? Trước kia em làm mọi chuyện để chứng minh tình cảm của mình dành cho ông ấy. Còn bây giờ em có cố làm gì đi nữa thì trái tim của ổng giờ cũng đã có người khác rồi. Tại sao lúc nào cũng sống cho người khác hết vậy hả? Em phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình đi. Em không có sống ích kỷ giống như anh. Anh chỉ tôn thờ bản thân mình thôi. Bởi vì như vậy, bởi vì như vậy mà tới bây giờ anh cũng chỉ có một mình thôi. Đúng, mình bị ba mẹ bỏ rơi rồi, chẳng còn tin tưởng bất kỳ ai. Anh cũng chẳng muốn trách nhiệm với bất kỳ ai hết. Tự yêu thương bản thân mình, như vậy là đủ. Rồi anh sẽ chết trong cô độc mà không biết tới hai chữ tình yêu là gì. Em tin trên đời này có thứ tình yêu đúng nghĩa? Có chứ. Đó là tình yêu của em dành cho lão bàn. Bộ anh không thấy sao? Thứ tình yêu ngu ngốc. Ông nội này mà là chồng của Chiêu Dương hả trời? Đó, tao mệt gần chết mới lo được ổng vô đó. Ổng xỉu ngoài kia kìa, mày coi coi có phải chồng mày không?
Võ Hiếu rồi. Chúng tôi đã nhận được tin tố cáo của cô. Chúng tôi đang tiến hành điều tra và phát hiện thủ phạm đã rời khỏi nơi cư trú. Cô Đào hiện tại đã mua rất nhiều đồ đạc, mua xe sang, sau cùng là đi du lịch. Và chúng tôi đã bắt được cô ta trong một khách sạn ở Phú Quốc. Và hiện tại tiền trong tài khoản của cô ta còn một ít thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Mời cô ngồi xuống. Đây có phải là kế toán công ty của cô không? Dạ đúng rồi. Sao cô có thể làm như vậy được chứ? Tôi nhớ trước đây anh Hiếu và anh Quý đối xử với cô đâu có tệ đâu. Tôi xin lỗi. Tiền đã làm cho cô mờ mắt. Ngay lúc công ty gặp khó khăn nhất, cô không những quay lưng đi mà còn lấy cắp một số tiền lớn như vậy. Cô có còn lương tâm không hả? Tôi hiểu những bức xúc của cô. Chúng ta nên nhanh chóng tìm những thủ tục pháp lý để thu hồi tiền về cho công ty. Dạ, cảm ơn anh. Có vẻ như là anh ta đang đói đó. Hai người chạy ra mua tô phở giúp em đi. Ừ, đi em. Võ Hiếu, em đây. Võ Hiếu. Chiêu Dương, có phải là em không Chiêu Dương? Là em đây. Tại sao lại ra nông nổi như vậy hả Võ Hiếu? Đúng là em rồi Chiêu Dương. Anh không nghĩ là có ngày anh còn gặp lại được em. Anh nói đi. Anh nói cho em nghe đi. Thời gian qua anh ở đâu? Ai bắt cóc anh? Là kẻ đã coi anh và em là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Di Kha, anh đã sập bẫy của ông ta vì em. Sao lại vì em? Ông ta nhắn tin cho anh, nói là đã bắt cóc em, còn gửi cho anh rất nhiều hình ảnh của em, cho thấy là ông ta đã theo dõi em từ rất lâu rồi. Anh đã không kịp nghĩ ra đó là một cái bẫy, đã vội vàng lao đi. Trời ơi. Xử với anh, anh vẫn còn yêu em sao? Mãi mãi, anh mãi mãi yêu em. Mẹ. Ủa, thưa mẹ, con mới về. Con về xong cho mẹ hay hả con? Con biết ngay là mẹ sẽ ăn mì gói mà. Mẹ ăn uống vậy sao mà con không lo được? Có mình mẹ à, mẹ ăn vậy cho nó nhanh. Mẹ đưa con. Mẹ đợi con 10 phút thôi. Con sẽ làm cho mẹ tô mì. Có thịt bò nè, có rau nữa nha. Quý ơi, mẹ đã từng bỏ lỡ yêu thương các con một thời gian quá dài.
Mẹ thật sự rất hối tiếc con à. Trúc Trà là đứa con dâu quá ngoan, bây giờ thì mẹ coi nó như con gái của mình rồi con à. Ổng vừa mất máu, vừa đói nên ngất xỉu á. Nhìn ổng ghê quá à. Em không tin ổng là chồng của Chiêu Dương đâu. Nghe nói bị bắt cóc, mất tích một thời gian dài luôn đó. Ừ. Bây giờ anh mới thật sự tỉnh táo. Hai người ra ngoài đi, tôi và anh muốn nói chuyện riêng. Vậy thôi, tỷ ra quán cà phê trước nhà, có gì alo tỷ nha. Đi em. Bây giờ anh có thể nói rõ hơn cho em biết được không? Em muốn nghe gì? Tất cả. Sau khi bị Di Kha bắt cóc, tra tấn dã man để trút hận, ông ta đã đưa đến một căn hầm sản xuất ma túy. Hầm sản xuất ma túy? Ừ. Di Kha sản xuất ma túy, anh có chắc không? Anh sống trong cái địa ngục đó bao nhiêu ngày, làm sao mà anh không chắc được. Vậy anh có thể mô tả lại căn hầm đó cho em biết rõ hơn được không? Tại sao lại quan tâm đến căn hầm đó vậy? Chị với em rất cần biết những gì đã xảy ra với anh thôi mà. Đó là một căn hầm nằm sâu trong khu rừng phía sau nhà máy của Di Kha. Họ đã bắt cóc một số người vô đó để ép họ sản xuất ma túy. Xung quanh luôn có đàn em của Di Kha canh gác cẩn thận. Và ngoài Duy Kha ra anh còn biết ai nữa không? Ý em là chắc chắn sẽ có người hợp tác với ổng. Anh không biết nhiều, vì khi anh phản ứng mạnh với tất cả những gì ông ta đã đối xử tàn tệ với bọn anh. Anh đã bị đánh đập và đưa đến một trang trại sâu trong khu rừng phía sau đó, và đó là cơ hội để anh thoát về đây. Tại sao anh lại tìm đến nhà Lâm Phong mà không quay về nhà? Anh muốn tá túc nhà Lâm Phong một thời gian, vì anh không thể xuất hiện trước mặt má và người thân trong bộ dạng tàn tạ như vậy được. Má sẽ đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh như vậy hả em? Anh muốn có chút thời gian để hồi phục sức khỏe. Và quan trọng hơn hết là anh muốn đi tìm em. Sau tất cả những gì xảy ra anh biết được, anh không thể sống thiếu em. Đừng nghĩ về em nhiều như vậy. Em không còn là vợ của anh nữa, em khác xưa rồi. Chiêu Dương, em đừng bắt anh phải xem thêm một lần nữa. Anh còn sống sót để trở về đây được, tất cả là vì em. Em không thể. Nhưng mà ít ra em cho anh tá túc ở đây một thời gian, chờ anh bình phục rồi anh tính tiếp được không em? Thôi được, em sẽ lo cho anh, nhưng không phải ở nhà này, với một điều kiện. Đừng nghĩ em vẫn thuộc về anh. Chúng ta hãy coi nhau như là bạn. Anh sẽ không từ bỏ quyền làm chồng của em. Anh cũng sẽ không ép em phải nghe bây giờ. Đợi đến một lúc nào đó, em có thể thấy anh xứng đáng là chồng của em hay không?
Em yêu cuộc sống tự do lắm giờ Hiếu. Vì có bao giờ em nghĩ em còn một người mẹ không? Không có ai ở nhà hả? Ừ, không có ai ở nhà hết. Mình về Sài Gòn thôi. Em cũng bị giằng xé giữa gia đình và con đường mà em đang đi. Quyết định bứt phá khỏi gia đình là một quyết định khó khăn nhất đối với em. Nhưng cuối cùng em cũng đã có quyết định cho riêng mình. Tỷ là trẻ mồ côi, cho nên hai từ gia đình đối với chị nghe rất là xa lạ. Cuộc đời của em giống như là chiếc lá cuốn bay bất định. Em thấy em có lỗi nhiều với người đã sinh ra em. Nhưng bây giờ đã dấn thân vào con đường này, em cũng không có đường lui nữa đâu. Em biết chứ, gia đình có thể nghĩ em là đứa tuyệt tình. Rất nhiều lần em đi về nhà thăm má, nhưng mà em chỉ dám đứng từ xa nhìn má thôi. Em làm như vậy vì em không muốn gia đình dính dáng bất kỳ điều gì về em. Em không muốn họ phải chịu rắc rối từ em. Em không muốn điều đó. Ừ. Sống một mình được chết một mình. Con đường này rất là nguy hiểm nếu như lôi theo người nhà. Thực sự trong lòng của em, em luôn mong gia đình của mình bình yên. Cho dù mình không thể nào ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì gia đình lại gặp khó khăn. Đứa em rể của em thì bị chết trong một vụ án bí ẩn, còn người chồng cũ của em thì lại đang mất tích. Chưa bao giờ chị thấy em khóc nhiều đến như vậy. Chứng tỏ em dành tình cảm cho gia đình rất là nhiều. Vì bản thân của mình, nhưng mà em không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh gia đình của mình đang bị gặp nạn như vậy. Em không cầm lòng được.
Nhưng mà không sao, em sẽ vượt qua được. Em sẽ vượt qua được. Nếu như em muốn khóc thì em cứ khóc đi. Em không cần mạnh mẽ cứng rắn trước mặt tỷ đâu. Tỷ hiểu em mà. Em đã chọn con đường cho riêng mình, và con đường của em rất phức tạp. Em không muốn liên lụy tới bất kỳ người thân nào của mình cả. Anh hiểu tất cả những gì em đang nghĩ. Anh hiểu. Từ khi trải qua những ngày chết đi sống lại, anh cũng tự nhủ một điều rằng nếu như được sống lại một lần nữa, anh sẽ tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái, hưởng thụ nhiều nhất có thể, để nếu như có bất trắc xảy ra, có chết mình cũng không có gì phải tiếc nuối. Anh dám từ bỏ gia đình để sống cuộc sống tự do? Anh không nghĩ tới má sao? Anh chọn em. Em nghe điện thoại chút. Em nghe nè lão bàn. Ok, em qua liền. Tỷ với Giang về đây. Ok. Em có việc phải đi gấp. À, em cứ lo công việc của em đi. Ủa mà Lâm Phong đâu sao anh không thấy? À, Lâm Phong đi nước ngoài rồi. Anh đã bán căn nhà này lại cho em. Anh cầm lấy rồi đi cắt tóc. Đi mua sắm quần áo đi. Giang, đưa anh đi giùm tao. Xong việc đưa qua bên nhà tao luôn. Tao biết rồi. Em đi nha. Anh cảm ơn em. Đi tỷ. Ừ. Anh. Em. Cuộc đời anh may mắn nhất là khi gặp được em. Chúng ta là một cặp trời sinh, kết hợp với nhau chỉ có long trời lở đất. Phải nói là song kiếm hợp bích. Có em thì anh cũng giống như một con hổ mọc thêm cánh thôi. Anh biết là có rất nhiều người khó chịu khi anh đặt lòng tin ở em. Tại sao anh cứ phải quan tâm cảm giác của người khác chứ? Đúng. Anh không cần quan tâm tới cảm giác của người khác. Cái đầu của anh biết rất rõ anh đang làm gì mà. Vậy mới xứng đáng là ông trùm phải không? Địa điểm sản xuất mới của em như thế nào rồi? Chừng nào anh có thể đến xem? Chúng ta có thể triển khai bất cứ lúc nào anh muốn. Trước khi quyết định, anh cần phải đi tham khảo đã. Dạ. Anh cần triển khai nơi sản xuất mới một cách nhanh nhất. Trang thiết bị và ngay cả kỹ sư cũng đã sẵn sàng hết rồi. Chỉ còn đợi nơi sản xuất của em mà thôi. Ừ. Anh đã chốt phần trăm cho em chưa? Yên tâm, anh không bao giờ để cho em thiệt thòi đâu. Quan trọng là lượng hàng phải ra đều đặn. Thị trường đang hút cái nước vui vẻ của chúng ta.
Địa điểm trên kia đang có vấn đề gì sao? Sao em lại hỏi như vậy? Mọi việc vẫn bình thường mà. Tại em thấy là anh có vẻ gấp gáp quá. Tiền đổi về nhiều, em có ham không? Em hỏi anh một câu được không? Anh hoạt động trên đó đã lâu, anh có biết một người tên là Duy Kha không? Duy Kha? Lần đầu tiên anh nghe cái tên này. Ông ta rất là nổi tiếng trên đó, chẳng lẽ anh chưa từng gặp mặt? Ông ta có nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ là cốc ké mà thôi. Việc gì anh phải quan tâm? Anh đang nói dối. Cho tôi thuốc đi. Cho tôi thuốc đi. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc đi. Mệt quá. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc. Chơi xong thì im cái mỏ giùm tao. Còn la nữa là tao cắt cổ mày đó. Cái mặt cô tràn hết cái màn hình rồi, sao tôi biết ở đâu nè? Nè má coi đi, ai đây? Ồ, cô về dưới hồi nào vậy? Ơ, bà Xui kìa. Chào chị Xui. Chào chị. Dạ con mới về hồi sáng, con tranh thủ về thăm mẹ rồi con lên liền, công ty cũng nhiều việc nữa. Má nói chuyện với mẹ chút nha. Chào chị Xui. Chị Xui khỏe hả? Khỏe. Tôi khỏe lắm. Ủa, chị khỏe mà sao thấy mặt ốm nhom vậy? Tôi cũng khỏe. Ốm nhưng mà tôi ít bệnh giặt. Chỉ có điều là làm miếng nấu ăn. Còn Trúc Trà nó mới vừa mua một đống đồ ăn để trong tủ lạnh. Chắc là ăn còn 3 tháng nữa mới hết. Ừ, tụi mình già ăn uống gì nhiều. Vậy mà nó mua quá trời luôn vậy đó. Thì con nhỏ... Nó mua đồ ăn kiểu này cho tôi lên ký quá chị Xui. Không có nhiều đâu, má với mẹ hứa con vậy hoài. Em về nha. Tôi vẫn không hiểu mối quan hệ của ông chủ với Chiêu Dương là mối quan hệ kiểu gì. Có thể là si mê, yêu đương hay là gì, một cái thứ tình cảm gì khác. Ông đoán xem. Theo tính cách của ông chủ mà tôi biết, thì ông chủ không yêu ai thật lòng. Nếu có si mê thì si mê trong phút chốc.
nhưng tôi chắc chắn một điều, không có sự mù quáng. Nhưng khi tôi thấy ông chủ bạc tai mỹ kỵ để bảo vệ Chiêu Dương, tự nhiên tôi lại cảm thấy thiệt là ngạc nhiên. Mối quan hệ này quá phức tạp phải không? Một ngày nào đó ông sẽ hiểu. Tôi chỉ sợ đến lúc đó Chiêu Dương lật đổ ông chủ, rồi không biết tôi có thể cứu nổi ông chủ không? Ông nghĩ là cô ta dám lật đổ tôi? Tại sao không? Người đàn bà đó quá dễ sợ. Ánh mắt của cô ta, ánh mắt của cô ta nói lên mọi điều. Đừng có lo, cô ta không thể chiếm quyền của tôi được. Vậy ông chủ vẫn quyết định làm ăn lớn với Chiêu Dương? Hãy lợi dụng tham vọng của kẻ khác để biến nó thành vũ khí trong tay mình. Gì đó Giang? Thằng cha Lâm Phong đi đâu mất rồi? Cái gì? Ê Giang, mày ở đâu? Mày canh chừng kiểu gì mà nó bỏ đi mà mày không biết vậy? Thì nó vẫn ở trong phòng đó. Trời ơi, nó la hét như một thằng điên vậy đó. Tao phải cho nó một liều thuốc. Nó chơi xong rồi nó bay luôn rồi. Thôi kệ nó đi, vài bữa nữa nó cũng mò về. Cái thằng đó mà không có thuốc nó không sống nổi đâu. Mà tao thấy nó như một thằng khùng vậy đó mày. Nó khùng chứ còn gì nữa mà giống. Vợ Hiếu đâu rồi? Ông ở trong trọng á. Thôi được rồi, hai người đi về bên kia đi. Mày nè, em sống với tên người rừng đó liệu có ổn không vậy? Người rừng đó từng là chồng em mà. Nhưng mà tỷ yên tâm đi, em chỉ cho anh ta ở nhà một thời gian thôi. Nè, đừng bao giờ đặt bất cứ lòng tin vào một người nào đó, cho dù người đó từng mặn nồng với em. Tỷ nhìn mặt em có còn ngu gì yêu hay không? Ok thôi được rồi, có chuyện gì alo cho ta, ta tới giải cứu cho ngươi nha. Đi em. Cứ hiểu lầm, chỉ là em không thể kềm chế được khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng của anh. Nó cũng đã từng nằm trên lưng của em lúc em 17 tuổi. Em, tại sao lại phải kềm chế cảm xúc khi mình vẫn thuộc về nhau? Anh, nếu anh nghĩ em vẫn là vợ của anh thì anh hiểu lầm rồi đó. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em phải về phòng. À.
Anh Huy sống khôn thác thiên, phù hộ cho anh Hiếu bình an quay trở về. Làm sao một mình em có thể gánh vác hết trọng trách mà hai anh để lại? Mày là ai? Ra đây! Là tao đây. Thằng điên! Mày nghĩ mày dọa được tao nữa hả Trường Hận? Tao là Niên, không phải Trường Hận. Mặt xác mày là ai? Đứng lại. Mày mà tiến thêm bước nữa, tao bắn nát sọ mày. Giao được nhà của số 2. Được lắm. Bước đầu, cô lấy lòng tin của Chiêu Dương. Cô ấy có vẻ tin em, nhưng Chiêu Dương đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhớ quan sát căn biệt thự và gửi hình về cho đội. Ok em. Chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày đứng lại không? Tao không muốn gây án mạng. Một người đã
chết, sẽ không chết hai lần. Mày bắn tao đi. Lâm Phong đã thất thế, lần này ai đã trả tiền cho mày để làm điều này hả? Lâm Phong đã thất thế, là ai? Ai trả tiền để cho mày làm chuyện này hả? Đứng lại. Đứng lại. Mày chết rồi, không được chết hai lần. Cảnh cáo tụi mày, không được bước chân lên đất của tụi tao làm ăn. Lỡ tụi mày chỉ cần tích tắc vài giây thôi là kiếm được chiếc này tiền. Anh lấy xe máy của em trong gara. Vậy chìa khóa đâu mà anh mở? Kỳ quý có cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy, tôi có thể mời cô đi ăn tối được không? Dạ, chắc là tôi sẽ hẹn anh lần sau đi. Dọc mũi vào công việc của tao thì mày sẽ chết. Sẽ có người tới giao pizza cho cậu. Đứng lại. Tôi ra lấy pizza thôi. Để tôi đi. Cảm bẫy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mai sau. Chẳng còn những thương đau vì ta bên nhau, đi đến bên mơ hạnh phúc. Và từ đây anh bên